thứ rùi mũi, làm sao mà thắng được Phượng Hoàng như tụi tao. Anh là Ly Hưng, giám đốc công ty giải trí truyền thông Big Lion. Anh có một lời đề nghị rất là tốt dành cho em. Ok. Tôi thích cô. Thích cô thật lòng đó kia. Nhóm sắc màu của tụi mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Không bao giờ nói bỏ cuộc. Đồng ý không? Ừ. Quyết tâm. Quyết tâm. Nunu à, bà phải biết là nhờ tụi tôi bà mới có cơ hội đậu. Bà đừng có ăn cháo đá bát. Bà hát lên đi, nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy nghĩ.